10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, chào ạ. Mình sẽ phân tích vận đấu để các bạn hiểu rõ hơn. Mình sẽ chơi khai cuộc Roulette. Lên mã. Cờ này bên đen khi lên mã đây thì sẽ đẩy tốt ở G6 để phát triển tượng lên. Còn ở ván này thì không biết là đen sẽ đánh thế nào. Có thể là đẩy tốt F, đẩy tốt cột F lên. Ở đây thì đúng như dự đoán, đen đã đẩy tốt ở cột đẩy tốt lên G6. Lên tượng. Mình lên tượng, sau đó mình lên mã để tránh bị cản tượng. Đuổi tượng. Ăn tốt, như vậy là đen đã lựa chọn ăn tốt trước. Ok, đây mình sẽ lấy tốt ăn lên thôi. Đây, tốt. Nếu mình ăn thì ở đây thì đen sẽ không thể lấy mã được ăn lên được. Thế như mình ăn không được tốt của đen. Giờ thì đen sẽ chạy mã đi đâu đó. À, đuổi tượng. Ok, đây nước đi sai của đen. Ở đây thì nếu đen ăn tượng mình sẽ tiếp tục ăn tượng của đen. Và đen bị thiệt quân. Nếu đen lấy mã ăn lên thì mình sẽ chạy tượng, ăn tượng lên. Ok, đây đổi tượng. Lên tượng. Ok, như vậy là mình đã hơn đen một quân. Một con mã. Bây giờ có lẽ đen sẽ lên hậu, sau đó nhập thành ở cánh đây, cánh cánh hậu. Nhập thành.
Mình ra xe ở cột C để chiếm cột nửa mở, tấn công trực tiếp vào vua. Ở đây nếu đen lấy mã ăn tốt thì mã mình ăn lên hậu ăn thì xe ăn và xe mình sẽ bắt tượng. Chúng ta xem là đen sẽ đi thế nào ở nước này. Ok, đây là đen đã tìm được nước đi khá hay. Ở đây mình lên mã thì có thể đen sẽ lấy mã để bắt vào tốt này. À, như vậy là ăn tượng. Ở đây đen sẽ lấy mã để bắt tốt này, mình lấy tượng ăn về. Đen sẽ lấy hậu để ăn. Nhưng mà mình thiệt một tốt nếu mà đen lấy mã để bắt tốt. Đuổi. Ở đây mình không nghĩ đuổi là nước hay. Ăn rồi. Ăn xe ra. Ở đây mình lên mã dọn nước chiếu hết vào ô C7. Cho xem là đen sẽ phòng thủ nào. Cờ mình vẫn đang hơn một mã. Ok, về hậu, như vậy là về hậu để chặn lại. Và quân hậu này vẫn bảo vệ được tốt. Nếu mình ăn xe vào thì sao? Vào vua, vào đây. Ok. Đây mình sẽ ăn xe vào. Đây nước chiếu bắt hậu, vào đây nước chiếu hết. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu ván tiếp theo. Ok. Đây trắng chơi khai cuộc Italy.
Ở đây thì ăn luôn, sẽ là nước hay. Nếu trắng lấy tốt đẩy xuống thì mình sẽ lấy tốt này đẩy lên hai nước. Ở đây thì nếu trắng ăn thì mình sẽ chiếu. Và mã sẽ bắt quân tốt ở e4. Dù trắng lên mã hay lên tượng thì mình sẽ đều lấy tốt, à lấy mã để bắt mã ở e4. Nhìn chung cái ván này, cái kiểu đi này mình chơi khá nhiều rồi, cho nên là quen nước với cái cách đi này rồi. Nhập thành. Ok, mình về vua thì để an toàn vua, nó cũng giống như một nước nhập thành. Lên mã. Ở đây mình đuổi hậu thì trắng sẽ lùi hậu về một nước. Các nước sau thì mình sẽ lấy mã này để bắt bắt mã của trắng. Ăn hậu ra. Ở đây trắng sẽ đưa mã lên ô E5. Khi đó mình sẽ đẩy tượng. À không được, không đẩy tượng vào đây được. À ra vua. Lấy ra trắng nên đưa mã lên E5 để tạo quân mã bất diệt. Ok, mình lên hậu để cho trắng ăn tốt này. Khi mà mình sẽ ăn vào chiếu, trắng ra vua và mình sẽ đưa xe lên ô F6 và ra để chiếu hết. À, như vậy là ra xe trước. Nếu vậy thì mình sẽ vẫn ăn tốt và được lợi hơn một tốt. Lên xe để giữ, sau đó thì trắng sẽ đưa nốt xe kia ra. Ra xe giữ tốt. Ở đây mình đẩy tốt để chiếm không gian ở cánh hậu. Và cờ trắng sẽ rất là bí vì hai xe đã phải bảo vệ tốt. Bây giờ thì trắng vào vua thì có thể bảo vệ tốt rồi. Ok, mình sẽ ra để bắt tốt này. Khi bắt được tốt này thì mình đã hơn rất là nhiều tốt rồi. Ở đây thì trắng có thể lên xe ở G4 để bảo vệ. Khi đó mình sẽ đẩy xe xuống ô D2 để bắt tốt. Đẩy tốt lên. Ok, như vậy là mình đã bắt được tốt của trắng rồi. Lên tốt.
ra xe. Có thể là để chiếu. Tuy nhiên khi chiếu thì mình sẽ về xe để phòng thủ thôi. À, như vậy là xuống đây để tấn công tốt. Ăn luôn. Ở đây cờ tàn mình hơn 2 tốt và có một tốt thông ở cột B, mình sẽ lấy tốt này để phòng hậu. Quân xe đã chặn đường 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 ra phòng thủ của vua rồi. Ok, vào vua thì mình sẽ bắt tốt này. Ra xe. Có thể là để chiếu. Đấu xe. Ok. Cờ này khỏi phân tích nữa. Ai đánh thắng hết. Ok, như vậy là đen à, trắng đã chịu thua. Chúng ta đến với ván tiếp theo. Mạng của anh lắc kìa. Ok, đây là đối thủ tiếp theo. Ở đây chúng ta vẫn được chứng kiến thế Italy. Và đây là Gambit Evan. Nước này sẽ là nước nhập thành. Mình sẽ lên mã. À, đẩy tốt. Đây có ăn không đây? À đây sẽ mình sẽ ăn. Ăn mã lên.
Mình lên 3 để tấn công tốt này. Nếu trắng đẩy xuống thì mình sẽ đẩy tốt từ D7 lên D5. Còn nếu trắng nhập thành ở đây, nếu trắng nhập thành thì mình sẽ xem nào. Ăn tốt. Ra xe đẩy. Ok, ăn tốt luôn. Nếu trắng ra xe mình sẽ đẩy tốt hai nước để giữ mã và đuổi tượng luôn. Chạy tượng, như vậy mình sẽ nhập thành. Nhập thành và vua coi như là cũng tương đối an toàn. Đây trắng lấy tượng ăn tốt thì mình sẽ lấy mã để bắt tốt này. À, lấy hậu ăn. Đuổi hậu. Thực ra lúc trắng khai cuộc nó không giống với thế Gambit Evan lắm. Mình lên tượng để thông hai xe. Ở đây thì quân tốt này đã được quân mã giữ rồi, nên là không phải chạy. Cờ này là cờ mình hơn một tốt. Bây giờ sẽ làm sao để sử dụng cái lợi thế hơn tốt này để chiến thắng. Lên tốt. Lên mã. Bây giờ mình sẽ xếp tốt ở ô trắng để cho tượng của đen sẽ không ăn được. À. Nước này là một nước hay của trắng. Ok, đây là nước bẫy, mình sẽ lừa cho mã trắng ăn vào tốt này, mình ra xe đuổi. Trắng sẽ bắt lên tốt này. Và mình sẽ về tượng đuổi mã.
khi mã chạy thì xe sẽ bắt tượng. Vậy là đổi hai tốt để lấy một tượng. Không ăn. Như vậy là trắng không ăn. Lên tốt. Mình ra xe đây để vào một nước và bắt tốt của trắng. Về mã. Ở đây mình ra mã sau đó mình sẽ lên tượng để tấn công tốt. Chúng ta xem là trắng sẽ chạy mã đi đâu. Ok, mình vào xe để bắt tốt này. Lên xe đuổi mã và giữ tốt. Lên vua. Chiếu. Bây giờ chúng ta xem là trắng sẽ đi kiểu gì. Nếu đẩy tốt này lên, đẩy tốt ở ép lên thì mình sẽ xuống xe một nước, đuổi mã và bắt vào tốt này. À, như vậy là tượng đã giữ mã rồi, phải bắt tốt này trước để đuổi tượng. Lên mã. Ok, lên mã thì ăn luôn. Về xe để đấu. Nếu chiếu mình đẩy tốt lên. Chiếu bằng tượng. À. Ok, như vậy là mình từ tàn một xe ba tốt đấu với một tượng. Ok. Chúng ta đến với ván tiếp theo.
Ở đây còn hơn 1 phút, còn em mình sẽ đánh được thêm một ván nữa. Đây mất mạng rồi.